Trong phim Nữ đại gia, Trương Quỳnh Anh đóng vai cô con gái hư hỏng bên cạnh bà mẹ đơn thân là nữ MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nữ diễn viên cho biết để đóng được vai này, cô đã phải học cách hư hỏng như thế nào. Cũng từ bộ phim, Trương Quỳnh Anh đã chia sẻ cách nuôi dạy con cái và bí quyết giữ lửa cho cuộc sống hạnh phúc gia đình của cô. Trong cái bộ phim Nữ đại gia thì Quỳnh Anh là đóng vai một cô gái hư hỏng. Thì cái việc mà lột tả làm thế nào để cho nó ra một cô gái hư hỏng thì nó có thể là cái việc khó nhất khi mà đóng cái vai này không? Đó cũng là một trong những cái khó khăn thử thách đối với Quỳnh Anh, bởi vì là như mọi người thấy thì Quỳnh Anh chỉ tham gia những cái vai diễn số phận, những cái vai hiền thôi, chưa bao giờ mà mình được quậy phá ở trên phim hết. Và ở ngoài đời thì Quỳnh Anh cũng là một cô gái cũng khá là ít giao du với bạn bè, chỉ biết công việc rồi biết gia đình thôi. Cho nên khi mà mình vào cái vai này thì nó là một cái thử thách dành cho mình. Và để diễn được những cái cảnh đó thì Quỳnh Anh bắt đầu hư hỏng. Tại vì trong phim rồi anh có cảnh uống rượu say xỉn nè, rồi có cảnh hút thuốc lá nè. Đó, thì là mình phải tập trước cái đó để mình vào thì là mình không có bị bỡ ngỡ và không có làm mất thời gian của mọi người. Vai Nhi của Trương Quỳnh Anh trong phim là kết quả của một sự nuôi dạy con cái mà thừa mứa vật chất nhưng mà lại thiếu cái sự quan tâm. Thì trong cái việc nuôi dạy con cái của mình thì Trương Quỳnh Anh có một cái quan điểm như thế nào? Quỳnh Anh có thể chia sẻ với khán giả được không? Quỳnh Anh thì rất là quan tâm tới chuyện mà nuôi dạy con cái, bởi vì là con của Quỳnh Anh thì bây giờ là gần 4 tuổi thì nó đang ở một cái độ tuổi mà phải nói là rất là quan trọng. Như một cái tờ giấy trắng mà mình muốn vẽ, mình vẽ con như thế nào thì nó sau này tương lai sẽ như thế đó. Bởi vì con bắt đầu cũng nhận biết được là cái nào đúng, cái nào sai và là ai là người yêu thương mình có thể nhõng nhẽo được và ai thì mình không thể nhõng nhẽo được. Thì trong gia đình thì phải có một người đóng vai ác và một người đóng vai hiền. Thì bây giờ ba Si đang đóng vai hiền, còn Quỳnh Anh là phải đóng vai ác. Cho nên là mình lúc nào cũng phải cứng rắn với con, tập cho con từng cái để cho con độc lập ngay từ nhỏ. Cặp đôi Quỳnh Anh với Tim thì là một cặp đôi, một trong những cặp đôi khá là bền chặt ở trong giới showbiz. Thì nhân đây thì Quỳnh Anh có thể chia sẻ được xem là cái bí quyết nào để Quỳnh Anh có thể giữ được lửa cho gia đình của mình. Nếu mà nói về bí quyết thì mình hơi ngại, bởi vì là nó cũng có những cái chuyện không như ý muốn xảy ra rồi. Và Quỳnh Anh cũng biết là gia đình nào thì nó cũng sẽ có những cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà mình làm nghệ sĩ thì mọi người sẽ chú ý và quan tâm tới chuyện gia đình của mình nhiều hơn. Nhưng mà sau những cái biến cố mà xảy ra thì Quỳnh Anh mới nhận ra một điều là trong tình yêu cũng như là trong những cái mối quan hệ mình càng thoải mái với đối phương thì đối phương sẽ càng cảm thấy là được cái sự tin tưởng và người ta sẽ tự biết điều chỉnh bản thân của mình hơn. Còn nếu như mà mình cứ lúc nào đi đâu cũng kiểm soát rồi kè kè bên cạnh thì đôi khi đó là một cái trở ngại, nó lại là một cái bức tường ngăn cản giữa hai người, thì đó là không nên. Các bạn thì đã về sống với nhau đã lâu rồi, cũng đã có con rồi nhưng mà lại vẫn chưa chịu làm đám cưới, thì đó cũng là một điều mà công chúng khá quan tâm. Thì nhân đây Quỳnh Anh có thể chia sẻ về một cái đám cưới nào đó mà công chúng có thể trông đợi hay không? Có thể là Quỳnh Anh và anh Tim thì cũng hơi có một chút xíu mê tín nhỏ nhỏ thôi, có nghĩa là khi mà sống với nhau vui vẻ hạnh phúc vậy, nhưng mà mình lại sợ một cái là khi mà mình tổ chức một cái đám cưới thì mọi chuyện nó lại bị hoán đổi ngược lại. Thì nó cũng tại vì cũng có một vài trường hợp ở trong showbiz thì khi mà họ sống với nhau thì rất là bình thường, cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ, nhưng mà khi mà tổ chức một cái đám cưới thì một vài ba tháng sau lại ly hôn, thì cái điều đó lại không nên. Cho nên là mình cứ giữ ở cái mức an toàn nhất cho gia đình của mình. Rồi, xin cảm ơn Quỳnh Anh.